Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 463, ba lần. Rất nhanh, lại một bộ quan tài khác được vận chuyển về đến nhà. Lần này, ba huynh đệ Chu gia đích thân động thủ, khiêng thi thể lão gia vào trong quan tài. Sau một lúc im lặng, quan tài lại vỡ tan tành, hơn nữa nứt càng ghê gớm hơn, đến tấm ván gỗ dưới người chu lão ra cũng bị gãy, thi thể lập tức rơi xuống đất. Ba huynh đệ chu ra sờ tới mức mặt không còn chút máu, nhào đến bên cạnh thi thể lão phụ thân, gào khóc. Cha ơi, cha ơi! Liều bán tiên vừa thấy tình hình này, thì từ từ tỉnh táo lại. Hắn năm nay 58 tuổi, 8 tuổi bắt đầu đi theo cha ruột làm nghề này, thời gian 50 năm này cũng gặp phải không ít chuyện kỳ quái giống như cuối năm ngoái quý gia làm tang sự cho lão phu nhân, quan tài của lão phu nhân cũng nứt ra. nhưng cũng không đúng, quan tài của lão phu nhân lúc đóng mấy cái đinh xuống vẫn không có việc gì. nhưng chu lão gia này thì ngược lại, trực tiếp nổ quan tài. chuyện gì đang xảy ra vậy? rầm rầm rầm. cửa lớn bùi gia bị gõ rung trời. người gác cổng đứng lên, kéo ra một cái khe, thấy người dưới ô là đại gia tả phủ thì vội mở cửa ra. Đại gia, ngài đây là tìm Minh Đình. Tạ Nhi lập đi qua ngưỡng cửa, vào thẳng nội trạch. Trong nhà, tiểu bùi ra ôm chăn ngủ ngon lành, bỗng nhiên bị người túm ngồi dậy, mơ màng mở mắt. Đại ca, sao lại là huynh? Đầu óc bùi tiếu ong lên. Huynh bị đại tẩu đuổi khỏi nhà, đến nương tựa ta sao? Tên nhóc này, ngươi nghĩ đi đâu thế? Tạ Nhi lập nói đơn giản, sau đó vén chăn lên. Đứng lên, nhanh lên. Thế nhưng Bùi Tiếu lại ngây ra như phỗng. Việc này sao nghe quen thuộc thế? Quan Tài nứt ra, đây không phải là người chết có tâm ma sao? Đại ca, hắn nuốt nước miếng, việc này tìm ta vô dụng, phải tìm Yến Tam hợp. bà chữ Yến Tam hợp giống như tia chớp bên ngoài, bổ vào đầu Tại Nhi lập. Nhạc phụ nhà ta có tâm ma? Sao có thể, người còn chưa vào quan tài nữa. Bùi Tiếu bị hỏi đến đời người. Đúng vậy, bà ngoại nhà ta vào quan tài rồi, quan tài nứt ra. Tĩnh Trần thì chôn xuống đất, quan tài mới nứt ra. Yến Hành có phải hay không, hắn còn chưa kịp hỏi Yến Tam Hợp, nhưng hơn phân nửa cũng là vào trong quan tài, quan tài mới nứt ra. Tả Nhi Lập thấy hắn không trả lời được, vội nói. Vậy đi, chúng ta chia nhau hành động, ngươi đi tìm hòa thượng, đạo sĩ ta đến biệt viện hỏi Yến cô nương xem tình hình thế nào. Đại ca, Yến Tam Hợp lúc này không ở Kinh Thành đi đâu rồi, nàng. Bùi tiếu không biết phải nói như thế nào. Ai ra, chuyện này một câu hai câu nói không rõ ràng được, huynh đi hỏi ngũ thập đi. Hắn xoay người xuống giường, cầm lấy xiêm y khoác lên người. Hòa thượng đạo sĩ Tăng Lục Ti có sẵn mấy người, vốn định đưa đến cho thẩm lão thái y, chuyện này huynh gấp hơn nên ta đưa qua cho huynh trước. Đợi đã, tạ nhi lập túm lấy hắn. Yến Tam Hợp không có ở đây, vậy lý cô nương đâu? hành tung của Lý Cô Nương, ta lại càng không thể nói với Huynh. Hai người bọn họ không có tách nhau, Lý Cô Nương cũng không ở Kinh Thành. Bùi tiếu khom lưng đi dày, mặt mày nghiêm túc. Đại ca, ta cảm thấy đó là tâm ma, không sai được. Ta mắc tiểu, thả tay ta ra trước đã. Tả nhi lập thả tay hắn, đi ra ngoài viện, nói với vệ lâm đang chờ dưới mái hiên. Ta về chu gia trước, người đi gọi lão tam đến chu gia cho ta. Vâng. Vệ lâm vừa đi, bùi tiếu đã đi ra khỏi phòng, ngáp một cái nói. Đại ca, đi thôi. Không ai nhiều lời, đều tự che dù đi ra ngoài. Mưa không giảm chút nào, chỉ mới đến cửa thôi mà áo của bùi tiếu đã ướt một nửa, giày cũng ướt. Mưa này, nương nó to quá rồi. Tả nhi lập ra ra vào vào, đã ướt đẫm hết, thầm nghĩ mưa to gió lớn thế này mình còn kéo người dậy khỏi giường, trong lòng cực kỳ áy náy. Minh Đình, chuyện này cô ra, đại cô ra. Trong mưa, một người một ngựa chạy như bay tới. Đến trước mặt, tạ nhi lập mới nhận ra người này là gã sai vật đắc lực nhất bên cạnh chu gia nhị gia Trần Nghiêm. Sao hắn lại tới đây? Trần Nghiêm ướt đẫm cả người, xoay người xuống ngựa, lau nước mưa trên mặt, vội la lên. Nhị phu nhân đột nhiên kêu đau bụng, hạ thân chảy máu, nhị gia bảo ta tới mời bùi thái y đếm khám. Ý ngươi là sao? Bùi tiếu ngẩn ra. Đại ca, nhị phu nhân chu phủ có thai. Tạ nhi lập còn chưa trả lời, Trần Nghiêm đã lớn tiếng. Tiểu bùi ra, nhị phu nhân nhà ta mang thai bốn tháng rồi. Bốn tháng bị chảy máu. Hiếm thấy. Bùi tiếu. Người đâu, mau đi mời lão ra ra. Tạ nhi lập vội nói. Minh Đình, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta đưa bùi thuốc qua, vất vả cho ngươi rồi. Là vất vả thật đó. Nhưng, bùi tiếu vỗ vai tạ nhi lập, nói. Ai bảo ta và ngũ thập là huynh đệ tốt chứ? Một khắc sau, xe ngựa tạ phủ rời khỏi bùi phủ, đi thẳng đến chu phủ. Đến cửa chu phủ, tạ nhi lập đích thân che dù đỡ bùi ngụ xuống xe. Bùi ngụ còn chưa biết chuyện quan tài chu lão ra bị nứt ra. Hắn nhìn đèn lồng trắng bị mưa đánh siêu vẹo ở cửa, ngữ khí cực kỳ lạc quan. Nhị phu nhân hắn là lo quá thôi, hẳn là không có chuyện gì lớn, 10 ngày trước ta bắt mạch cho nàng, mạch tượng vẫn tốt. Vậy thì mượn lời tốt này của bùi thúc ạ. À. Ngoài cửa, đã có nha hoàn trong viện nhị phu nhân lo lắng chờ sẵn, thấy bùi thái y đến thì vội vàng mời người vào. Tả nhi lập một mình đi về chỗ linh đường. Đến linh đường mới phát hiện, bộ quan tài thứ ba cũng nứt rồi. Trong lòng tả nhi lập không khỏi run lên. Chẳng lẽ nhạc phụ thật sự có tâm ma sao? Hắn nhíu mày nhìn ba vị cứu huynh lòng nóng như lửa đốt, cũng không nói thêm câu gì. Hắn họ tả, không phải họ Chu, tuy rằng là con rể, nhưng dù gì vẫn là người ngoài, có mấy lời rất khó nói ra. Huống chi, nhạc phụ nhà hắn cả đời đối nhân xử thế rất hòa khí, ai sẽ tin chuyện ông có tâm ma chứ? Lão Tam mỗi ngày đi theo yến cô nương, chắc chắn biết nhiều thứ, đợi lão Tam đến rồi thương lượng sau. Đúng lúc này, người trong tộc Chu gia ở gần nhất nhận được tin tức chạy tới Triệu Tang. Chu lão đại cắn răng, dậm chân một cái, liều mạng nói: mau ngăn người lại, tiễn khách. Lão quản gia đổ mồ hôi. Đại gia, phải ngăn làm sao đây? Cứ nói là ta bấm quẻ bói rồi, là quẻ hung, bất lợi cho tân khách, ngày mai lại đến. Chu lão đại nhìn Chu lão tam. Để đích thân đi ngăn lại, không được cho bất cứ ai vào. Vâng. Sau khi Chu lão gia bị bệnh, con trai lớn Chu Viễn chiêu kế nghiệp cha, tỏa trấn Khâm Thiên giám. Lão đại Khâm Thiên giám tính quẻ, có ai dám phản bác? Các tộc nhân vừa nghe chu lão đại nói. Bất lợi cho tân khách. Lập tức quay đầu bước đi, chẳng dám nói thêm một lời. Tạ Nhi lập thấy chu đại gia tạm thời khống chế được tình hình, lặng lẽ lui ra ngoài. Ở chu phủ, chu thị có chỗ nghỉ chân của mình, là viện nàng ở lúc trước chưa xuất giá, đại gia của chu phủ cố ý để lại cho muội muội mình. Giày Tạ Nhi lấp ướt đấm, đi lại rất không thoải mái, phải về đổi một đôi rồi mới tới. Nào biết mới vừa ra khỏi viện, bỗng nhiên một nha hoàn lảo đảo chạy tới, vừa chạy vừa hô lớn. Nhị ra, nhị ra, không hay rồi, không hay rồi. Trái tim tạ nhi lập nhảy dựng lên. Trường 464, chảy máu. Trực giác tạ nhi lập không tốt lắm, vội vàng quay về cửa linh đường. Còn chưa bước vào ngưỡng cửa, đã nghe nha hoàn kia khóc sướt mướt nói. Nhị ra, nhị phu nhân nàng, nàng sảy thai rồi. Trong linh đường, nháy mắt đã an tĩnh lại. Chu lão nhị, ngươi nói cái gì cơ? Nhà hoàn vừa gạt lệ, vừa nói, sải thai là nam thai, đã thành hình rồi, sao lại thế? Thân thể Chu lão nhị lảo đảo, cả người ngơ ngác tại chỗ, rõ ràng trước đó vài ngày bùi thái y đến bắt mạch, còn nói mẫu tử bình an. Chu lão nhị vội lấy ba đồng tiền trong lòng ra, ném xuống đất. Ba đồng xu đều là mặt trái, là đại hung. Chu lão nhị liên tục lui về phía sau mấy bước, ngã ngồi trong ghế nửa ngày cũng nói không nên lời tim tạ nhi lập đập thình thịch lo lắng đều hóa thành sợ hãi gắt gao bóp chặt trái tim hắn chẳng lẽ nhạc phụ hắn thật đúng là có tâm ma tạ chi phi đội mưa chạy tới chu gia ở cửa góc gặp được đại ca đang lòng nóng như lửa đốt tạ nhi lập đưa ô lên ý bảo hắn chui vào tạ chi phi chui qua trên đường tới nghe vệ lâm nói đơn giản vài câu còn chưa hiểu rõ chân tướng sự việc. ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ba cố quan tài người vừa bỏ vào đã chia năm sẻ bảy, giống như nổ tung. nổ quan tài. tạ chi phi cảm thấy mình đang nghe thiên thư, thế nào cũng cảm thấy bất ngờ. nửa canh giờ trước nhị phu nhân chu phủ vô duyên vô cớ sinh non. mười ngày trước bùi thúc bắt mạch còn nói là tốt. thấy lão tam không nói lời nào, tạ nhi lập huyết vào cánh tay hắn nhỏ giọng nói cẩn thận hỏi lão tam đây có phải là tâm ma hay không tả chi phi cứng đờ nhìn rất giống chỉ là chỉ là gì tả chi phi cũng không biết nên nói thế nào do dự một hồi lâu mới đáp xui xẻo của con cháu tới quá nhanh yến hành là hai tháng sau quý lão phu nhân cũng cách vài ngày tĩnh trần căn bản không có tả nhi lập nhìn huynh đệ nhà mình vậy đệ nói xem có phải là trùng hợp quá hay không khó nói lắm việc này còn phải hỏi yến tam hợp lão tam tạ nhi lập có thể mau chóng tìm yến cô nương để nàng ra mặt phán định được không tạ chi phi chỉ có thể cười khổ đại ca nàng về phủ vân nam rồi chưa tới hai tháng thì sẽ không về kinh thành đâu phủ vân nam hai tháng hay rồi hoa cúc cũng nguội hết rồi tim tạ nhi lập lạnh lẽo tạ chi phi suy nghĩ một hồi đại ca hay là huynh nói với người chu gia trước xem ý của bọn họ thế nào nói gì nói thế nào tạ nhi lập thở dài lão tam phủ này họ chu không phải họ tạ chu gia là gì đời đời bói toán đoán mệnh xem thiên tượng đoán nhân thức mệnh thần thần quái quái gì chưa từng thấy nói chu gia là đại gia tộc thần bí nhất trong thành tứ cửu cũng không ngoa chút nào hơn nữa nghề này chắc chắn phải là người thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa có linh tính mới làm được. Cho nên Chu gia đều là người thông minh, người thông minh làm việc đều có cách của riêng mình, mạo hiểm lôi ra chuyện tâm ma ra, bọn họ căn bản sẽ không tin. Không chỉ có không tin, ba người anh rể của còn có thể phun nước miếng vào mặt hắn, giống một câu. Ngươi thì biết cái búa gì, ngũ thập, đại ca, tìm các ngươi nửa ngày, hóa ra trốn ở đây à. Lúc này, tiểu bùi ra che dù vội vàng đi tới, đứng lại, vội nói. Mười ba hòa thượng, ba đạo sĩ, đang ở linh đường niệm kinh cách phép rồi. Chỉ là ta cảm thấy đi, việc này tám chín phần người là chu lão ra có tâm. Chưa nói hết đã bị tạ ngũ thập che miệng lại. Tiểu bùi ra chớp mắt mấy cái, sao không cho ta nói. Chân mày tạ ngũ thập rũ xuống, ngươi không coi xem mình đang ở đâu. Cổ họng tiểu bùi ra buồn bực phát ra một tiếng. Xí, chấm, không phải là chu phủ sao có gì ghê gớm chứ? Đại ca, tạ chi phi buông tay. Nếu thật sự không được, thì coi sau này thế nào đã. Cũng chỉ có thể như vậy. Tạ nhi lập nghiêng đầu. Minh Đình, người mới từ linh đường trở về, đầu kia thế nào rồi? Bùi Minh Đình dùng khăn lau đôi môi mềm mại đã bị năm ngón tay của tạ ngũ thập làm bẩn. Ba huynh đệ chu Gia, một người tính toán bấm quẻ, một người dùng lục hào xem bói, một người dùng la bàn tìm hung vị. Ta cũng không hiểu, cũng không dám hỏi nhiều, đưa người đến trong viện thì bị mời ra ngoài ngay. Mời ra ngoài? Tạ Nhi lập vội hỏi. Vậy trong linh đường còn có bao nhiêu người? Bùi Minh Đình. Ra hết rồi, chỉ còn lại ba huynh đệ bọn họ, còn có một lưu bán tiên đã choáng váng. Tạ Nhi lập đoán không hề sai, người chu gia làm việc đều có cách của mình, không dễ dàng tin tưởng người khác được. Đúng lúc này, cửa thứ hai chợt hỗn loạn. Có chuyện gì vậy? Ba người liếc nhau, vội vàng đi qua. Mới vừa đi ra một đoạn đường ngắn, đã thấy một thiếu niên 15-16 tuổi đội mưa chảy như bay đến, là y đồng Trầm Hương không rời của bùi ngụ. Trầm Hương, ngươi đi đâu vậy? Bùi Minh Đình lập tức gọi hắn lại. Mưa lớn như vậy, sao chẳng che dù? Trầm Hương vừa thấy là đại gia nhà mình, vội la lên. Thai của nhị phu nhân không trượt hết, chảy máu liên tục, lão gia bảo ta trở về lấy thuốc, mạng người quan trọng, đại gia ta đi trước đây bùi minh đình nhìn bóng lưng tên nhóc kia tán thưởng nói tiểu tử này vừa thông minh lại chịu khó đáng đời bị cha ta mang theo bên người nói xong vừa quay đầu thì nhìn thấy dưới một cái ô bốn con mắt đang nhìn hắn chằm chằm sao các người lại nhìn ta như vậy tạ nghi lập vừa mới sinh non đã xuất huyết liền tạ chi phi còn đến mức mạng người quan trọng tiểu bùi gia ý của các ngươi là lão tam ta có một ý Tạ Nhi lập rời ánh mắt về phía Tạ Chi Phi, Tạ Chi Phi nhìn lại. Ta cũng có một ý. Tạ Nhi lập. Vậy thử xem, thử. Tạ Chi Phi thuận thế kéo tiểu bùi ra. Thất thần làm gì, mau đuổi theo. Tiểu bùi ra vội đuổi theo. Có ý kiến gì, mau nói cho ta biết đi. Linh đường ở bên này, chúng ta đi đâu vậy? Ây, ấy, ấy, tạ ngũ thập, nương nó ngươi trả lời ta một tiếng thì chết à. Viện nhà chu gia nhị phòng quả thực là một nơi xinh đẹp. Trước viện đặt một tấm. Chúc mừng thúc tử có con trai. Trong sương phòng lại truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết của nhị phu nhân. Chu Vị Hy đứng dưới mái hiên, lòng nóng như lửa đốt. Nhị ca nhị tàu thành hôn nhiều năm như vậy, dưới gối chỉ có hai nữ nhi, khó khăn lắm mới có một đứa con trai, thế nhưng lại vô duyên vô vớ xảy mất. Bên kia linh đường, lại có ba cỗ quan tài nứt ra. Chu thị tuy rằng chưa từng học qua bản lĩnh của người nhà Chu gia, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng khiến nàng tự hiểu được, Chu gia lần này là gặp phải đại kiếp nạn, rất hung hiểm. Đại Tẩu. Chu thị ngẩng đầu nhìn, "Lão Tam, Minh Đình, sao các đệ lại tới đây?" "Đại ca, đệ qua chỗ Minh Đình tránh mưa, huynh đi đón Đại Tẩu đến nói chuyện." Tả Chi Phi nhẹ nhàng vọt xuống dưới ô của tiểu Bùi gia. Tả Nhi lập đi tới dưới mái hiên, đưa ô lại gần nàng đi theo ta một lát, ta có chuyện muốn nói. Chu thị hơi ngẩn ra. Chương 465, Diệt Đình. Chu thị hơi ngẩn ra, nhẹ nhàng hít sâu một hơi bước vào dưới ô lớn. Tả Nhi lập chờ nàng tới gần, nghiêng ô về phía Chu thị. Chu thị phát hiện, đưa tay nâng cắn ô lên. Tả Nhi lập nhíu mày. Nàng lại gần một chút. Chu thị, ừ, một tiếng, không tình không nguyện dịch đến gần hắn một chút. Ngoại trừ ở trên giường, hai phu thê lần đầu cách nhau gần như vậy, chẳng ai cảm thấy tự nhiên. Bốn người ra bên ngoài viện, đứng sau bức tường. Tả Nhi lập hỏi thê tử. Nhi tẩu thế nào rồi? Chu thị. Máu không ngừng được, bùi thuốc đang châm cứu. Tả Nhi lập. Bùi thuốc có nói, đứa nhỏ vì sao lại bị xảy mất không? Chu thị ngừng đầu nhìn phu quân mình, cảm thấy kỳ quái vì sao hắn lại hỏi chuyện này trước mặt hai đệ đệ chưa thành thân như vậy bùi thúc không nói vì sao cứ nói là không thể ngờ được tả nhi lập nàng lập tức đi xem bùi thúc có rảnh hay không minh đình có việc gấp tìm ông ấy chúng ta chờ ở đây chu thị do dự chuyện này đại tẩu thật sự là việc gấp tả chi phi hơn nữa còn là về chu gia của ngươi hai chữ chu gia khiến chu thị giật mình được đợi đá tả nhi lập gọi lại đưa ô cho nàng nàng cầm đi không cần Chu thị nhìn phu quân mình một cái, nhấc váy lên, đội mưa vọt vào trong viện. Nữ nhân này, mặt tả nhi lập hơi trầm xuống. Tiểu bùi ra âm thầm dùng đầu gối đụng vào người bên cạnh, đại ca đại tàu ngươi sao thế? Tả chi phi lạnh lùng liếc hắn một cái, bất quản. Đợi trọn vẹn hết thời gian uống một chén trà, bùi ngụ mới nổi giận đùng đùng cầm ô đi tới. Hắn không dám nổi giận với hai người tả ra kia, bèn liếc tên nhóc thối nhà mình, cố đè nén cơn tức. Nói mau, tìm ta làm gì? Sao lại nổi giận với con chứ? Tiểu bùi ra dùng ánh mắt tủi thân nhìn về phía tạ nhi lập. Tạ nhi lập nói. Bùi thúc, quan tài nhạc phụ nứt ba lần, đến bây giờ cũng chẳng biết làm sao để nhập quan, thúc xem. Lửa của bùi ngụ từ đâu tới? Từ lúc nhị phu nhân vô duyên vô cớ xảy thai, vô duyên vô cớ xuất huyết. Mạch là hắn trần, thuốc giữ thai là hắn kê nếu như xảy ra chuyện gì, thì bùi ngụ hắn còn mặt mũi nào ở lại thái y viện nữa. Hắn vốn có một bụng nghi ngờ, nghe tả lão đại nói như vậy, chợt nhớ tới vị lão phu nhân quý ra kia, nào còn gì không rõ nữa. Bởi ta mới nói là gặp ma rồi, bình thường năm ba châm là máu đã ngừng rồi, thế nhưng hôm nay đã châm 10 châm rồi mà chẳng có chút tác dụng nào. Ta đã cho người đi gọi thánh thủ phụ khoa rồi, bùi thuốc mau dừng lại. Tả chi phi chuyện này căn bản không giải quyết được đừng nói thánh thủ phụ khoa cho dù là ông trời tới cũng vô dụng thôi lời này quả thực rất đúng với suy nghĩ của bùi ngụ đúng 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 mau nói với chu lão đại đi mời yến cô nương tạ chi phi bùi thúc chu lão đại có tin không bùi ngụ hỏi ngần ra nghĩ đến tính tình chu ra mới hiểu được ba người bọn họ vì sao lại gọi hắn ra ta đi nói hắn nhấc chân bước đi đi vài bước lại đột nhiên dừng lại việc này không thể gấp các ngươi ai đi gọi ba huynh đệ họ tới chuyện hoàng đế không vội thái giám gấp này chúng ta không thể làm mà làm cũng vô dụng tạ nhi lập kéo tiểu bùi ra minh đình ngươi đi theo ta lão tam ở lại đây bùi minh đình nhìn tạ ngũ thập sao lại kéo ta ta chạy tới chạy lui mệt chết đi được tạ ngũ thập hất cầm với hắn ngoan lát nữa tam ra mời ngươi đến câu lan nghe nhạc trong linh đường ba huynh đệ chu phủ đồng loạt dừng lại công việc trong tay ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chu lão đại lão tam ngươi nói trước chu lão tam hung vị ở trong viện này chu lão đại lão nhị thì sao chu lão nhị vừa trải qua đau đớn mất con mắt ửng đỏ sáu lần quẻ tướng nói là đại kiếp nạn mà hung hiểm này không lường được chu lão tam đại ca thì sao chu lão đại lắc đầu sắc mặt của hắn đã không thể dùng hai từ khó chịu để hình dung nữa, sống 32 năm, hắn chưa bao giờ bấm ra được quẻ nào hung hiểm như vậy. Tai ương ngập đầu, cái gì? Chu lão nhị, Chu lão tam đồng thời phát ra một tiếng hét, tay chân lập tức run rẩy. Nhất là Chu lão nhị, cả người đều sắp sụp đổ. Đúng lúc này Bùi Tiếu Che dù đi tới dưới mái hiên, ánh mắt nhìn qua nhìn lại, không nhanh không chậm nói. Chu gia đại ca, nhị ca, tam ca, cha ta mời các người đến gặp một lát bùi thái y cho mời chu lão nhị đứng lên tim đập như sấm nói nhâm thị làm sao rồi nhâm thị là nhị phu nhân bùi tiếu cũng không nói nhiều bỏ lại một câu các ngươi đến thì biết rồi quay đầu chạy chạy ra ngoài góc đường tạ nhi lập đang đứng đó chờ thế nào đều làm theo lời đại ca nói vậy chúng ta đi mau ba huynh đệ đi còn nhanh hơn trong suy nghĩ của hai người nhất là chu lão nhị, gần như là theo sát tạ nhi lập. Ba huynh đệ che dù, vây quanh bùi ngủ. Mưa to ào ào bao phủ lấy tiếng nói chuyện, tạ nhi lập chỉ nhìn thấy bóng người ba ông anh dưới kia dưới tán ô, giống như tảng đá, không nhúc nhích. Bởi vì cái gọi là tuổi còn trẻ nên làm việc không ổn thỏa. Bùi ngụ là trưởng bối, là nhân vật nổi tiếng ở Thái Y Viện, hắn lại đích thân trải qua chuyện của quý gia, chuyện tâm ma này nói ra từ miệng hắn mới có phân lượng. Đại ca. Tạ Nhi lập xoay người. Thế nào? Tạ Chi Phi nghiêm túc. Cho dù ba huynh đệ Chu gia tin, thì việc này vẫn rất phiền toái. Tạ Nhi lập biết là phiền toái lớn gì. Yến Tam hợp đang không ở trong kinh thành, thế nhưng lại xảy ra chuyện hung hiểm như vậy. Lão Tam, theo đệ thì nên làm sao bây giờ? Đừng hỏi đệ. Tạ Chi Phi thở dài. Đệ thật sự không biết. Đang nói, thì ba huynh đệ Chu gia đột nhiên xoay người đi tới chỗ Tạ Nhi lập tiểu bùi ra khẽ kêu. Đến rồi, đến rồi. Chu lão đại đi tới trước mặt ba người. Nhi lập, tam gia, tiểu bùi ra, làm phiền các ngươi đi theo ta một chút. Trong thư phòng, một ngọn đèn như hạt đậu. Dáng vẻ sáu người vô cùng chật vật, nửa người dưới đều bị mưa làm ướt. Chu lão đại đi thẳng vào vấn đề. Bùi thái y đã nói chuyện với chúng ta rồi, như vậy đi, chi phi, đã đến nước này rồi, các ngươi đi mời yến tam hợp tới đi cái gì gọi là đến đường cùng rồi. Thì ra bùi thúc ta tổn hết nước bọt, chu lão đại ngươi vẫn không tin. Tả chi phi không đợi đại ca mình nói, đã học theo ngữ khí của Yến Tam Hợp, thản nhiên nói. Nếu không tin, vậy thì không cần mời, cũng không mời được, Minh Đình, chúng ta đi. Ngữ khí tiểu bùi ra càng ngông cuồng hơn. Nửa đêm nửa hôm, chúng ta rảnh lắm hay gì á? Liên quan gì đến chúng ta? Hai người nói xong thì nhấc chân đi ra ngoài. Tả Nhi lập cũng không ngăn cản, mặc bọn họ đi. Đại ca. Chu lão nhị sốt ruột khóc lên, không quan tâm bước lên ngăn hai người lại. Ta tin, ta tin. Hắn hít hít mũi. Các người dẫn ta đi gặp Yến Tam hợp đi. Gặp. Tả Chi Phi thầm cười gằn, Tam hợp nhà ta là người mà các ngươi muốn gặp là có thể gặp hả? Nàng không ở kinh thành. Chương 466: Tai họa. Không ở kinh thành. Chu lão nhị choáng váng gắng gượng hỏi. Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Tạ Chi Phi thầm nghĩ, làm sao ta biết phải làm sao chứ? Theo lý thì chuyện này hắn và Minh Đình chẳng cần phải lắm lời, chẳng qua là nể mặt Đại Tàu. Đại Tàu là thật lòng đối xử với hắn. Chuyện đã đến nước này, các người tin cũng được, không tin cũng được, phải tự quyết định. Ngữ khi Tạ Chi Phi vẫn rất hờ hứng. Không nhập quan được, thì con cháu chu ra các ngươi sẽ gặp xui xẻo, đừng đợi đến khi thành đại hỏa thì mới hối hận, lúc đó đã muộn rồi. Hắn vừa nói xong, gân xanh trên trán chu lão đại đã nảy lên. Không phải không tin, hắn vừa mới hỏi bùi thái y xem yến tam hợp bao nhiêu tuổi, kết quả lại nghe là 17. chu lão đại nghĩ thầm, như thế thì có đáng tin thật không đây? chu gia là tổ sư gia trong nghề phong thủy, đoán mệnh này, hắn dốc lòng khổ học 32 năm. Mới nhận y bát của phụ thân nàng là một tiểu cô nương 17 tuổi, thì sao mà biết giải tâm ma được. Nhưng nhìn cục diện trước mắt, lại không cho phép hắn lại nghi ngờ thêm gì nữa, đã nứt ba cái quan tài rồi. Chu lão đại cắn răng, cung kính hành lễ với tạ chi phi. Xin lỗi, tam gia, tiểu bùi gia, ta phải làm thế nào mới có thể tìm được yến cô nương đây? Đây mới là thái độ mà chu gia các ngươi nên có. Tả tam gia hơi hòa hoãn nói yến tam hợp đến phủ vân nam rồi đại khái phải hai ba tháng sau mới có thể hồi kinh hai ba tháng sắc mặt ba huynh đệ chu ra trắng bệch không còn chút máu chu lão đại còn định nói gì thì cửa chợt bị đẩy ra gã sai vặt trần nghiêm xông vào nhị ra nhị phu nhân lại bắt đầu chảy máu bùi thái y nói không ngăn được chu lão nhị lông tơ dựng thẳng không phải đi mời thánh thủ phụ khoa rồi sao trần nghiêm đã trên đường tới rồi đoán chừng còn một lúc nữa Đại ca. Chu lão nhị khóc nức nở hỏi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Chu lão đại đứng lên, túm lấy lão nhị đã mềm nhũn. Đệ mau vào trong viện trăm đệ muội. Trần nghiêm, đại gia, lấy tiếp mời của ta, mời mấy thái y nổi danh trong kinh tới. Vâng. Chu lão đại dùng sức đẩy nhị đệ về phía trước. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi đi. Chu lão nhị mềm nhũn cả hai chân rời đi. Chu lão đại lập tức đi tới trước mặt Tả Chi Phi. "Tam gia, ngươi xem việc này, việc này chỉ là mới bắt đầu thôi." Tả Chi Phi không hề có ý hù dọa hắn. "Chu đại ca, huynh phải chuẩn bị sẵn tâm lý, ba quan tài đều nổ rồi, có thể thấy được tâm ma của Chu lão gia rất hung hiểm." "Ta biết." Sự tự tin ban đầu của Chu lão đại không thấy đâu nữa, sắc mặt cũng trở nên khiêm tốn cung kính. "Việc cấp bách bây giờ là phải tìm yến tam hợp." kinh thành cách phủ vân nam 10 vạn 8 ngàn dặm. Tả chi phi bất đắc dĩ nhìn hắn. Cho dù tìm được yến tam hợp, lại chạy về, với mức độ hung hiểm hiện tại, chỉ sợ trong phủ cũng sẽ có thêm vài người gặp xui xẻo. Chu lão tam vội vàng chen vào. Sẽ là ai? Tả chi phi lắc đầu. Không biết, đại ca. Chu lão tam càng nghe càng sốt ruột. Phải nhanh nghĩ cách thôi. Cách ở đâu ra? Mắt Chu lão đại chợt liếc quá, nhìn về phía tạ nhi lập bên cạnh. Nhi Lập, ngươi có cách gì không? Thời điểm mấu chốt, tạ Nhi Lập hết sức dứt khoát. Đại ca, ta chỉ có một cách, nói mau, không quan tâm đường dài đường ngắn, đều phải mời Yến Tam Hợp về kinh trước đã. Sớm một ngày, tốt một ngày, sớm một canh giờ, tốt một canh giờ. Tạ Nhi Lập nói tới đây, lại nhìn về phía tạ Chi Phi. Lão Tam, ngươi đi một chuyến đi. Tạ Chi Phi rất khó xử, không lên tiếng. Chú Lão Đại vừa nhìn qua, nào còn gì không hiểu lập tức lui ra phía sau một bước nói không cần không cần ta phái người đại ca tạ nhi lập ngắt lời hắn không phải ai cũng có thể mời yến tam hợp trong chúng ta đây ngoại trừ lão tam và tiểu bùi gia thì đến ta cũng không được ta và minh đình cũng chưa chắc được tạ chi phi trả lời thay yến tam hợp còn phải xem nàng có chịu hay không đã nói đến đây chu lão đại mới hoàn toàn hiểu được yến tam hợp này hóa niệm giải ma cho người, là phải đến mời, hơn nữa người bình thường còn không mời được. Hắn hít sâu một hơi, đầy thành ý nói. Lao tam ra nể mặt muội muội ta, hãy thay chu ra đi một chuyến. Chu đại ca. Tạ chi phi lắc đầu. Xin lỗi, không phải ta không muốn giúp, mà bây giờ ta thực sự không có thể rời khỏi kinh thành được. Nói thật là ta đây còn phải trông ngày trông đêm ở đây này, nếu không đã đi tìm Yến Tam Hợp từ lâu rồi chu lão đại nghĩ đến bốn chữ mình tính ra kia ôn tồn nói mạo muội hỏi một câu tam gia có chuyện gì mà không thể rời khỏi kinh thành thế chuyện này tả chi phi vẫn lắc đầu không thế nói được chu lão đại đành phải đưa mắt nhìn về phía tiểu bùi gia còn chưa mở miệng tiểu bùi gia liên tục xua tay ta cũng không đi được một người cũng không đi được hai người cũng không đi được chu lão đại dứt khoát nói tam gia tiểu bùi gia chuyện liên quan đến mạng người quan trọng, các ngươi phải nói cho chúng ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì mới được. Chuyện này, tả chi phi rất khó xử. Để ta nói thẳng, tả nhi lập nãy giờ vẫn im lặng chợt đứng dậy, chỉ vào bùi tiếu. Đại ca, tam ca, thái tôn không ở kinh thành. Một câu nói ngắn ngủi để lộ ra quá nhiều tin tức. Nhưng chu gia là ai, bọn họ đang bán mạng cho ai? Hướng chi quan hệ giữa tiểu bùi gia và thái tôn quan hệ giữa tiểu Bùi gia và Tam gia, người có mắt ở thành tứ cửu đều biết. Thái Tôn không ở kinh thành, chắc chắn là có việc giao cho hai tên nhóc này. Bởi vậy có thể thấy được, Bùi phủ, Tạ phủ đều đứng ở phía Thái tử, Thái Tôn. Lão đại Chu Viễn Mặc nhìn muội phu nhà mình, hít sâu một hơi, từ từ nói: "Khâm Thiên dám chỉ làm việc cho hoàng đế, không thể nghiêng, không thể dựa, đây là quy củ tổ tiên định ra, tổ tiên còn có một quy củ, nữ nhi gả ra ngoài" không phải nước hắt ra ngoài, nam tử chu ra phải che chở, buộc phải che chở. Lời này, nói rất huyền chuyển nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như đến lúc thái tử và hán vương chĩa đao vào nhau, chu ra che chở chu vị hy, tất nhiên cũng sẽ che chở tả ra, dù sao hai nhà đã liên hôn rồi. Ta còn có thể tính một quẻ cho thái tôn, tính xem hung cắt hai tháng gần đây. Tả tam gia và tiểu bùi gia ngẩn ra. Nếu hung, Tam gia và tiểu bùi gia sẽ phải canh giữ ở kinh thành. Chu viễn mặc. Nếu là cát, thì làm phiền tam gia hoặc tiểu bùi gia cùng đi một chuyến, thế nào? Thái tôn an, thái tử an. Nói đến nước này, tạ chi phi cũng sảng khoái. Chỉ cần không hung, thì chúng ta sẽ đi chuyến này cho ngươi. Chu viễn mặc không nói hai lời, tự mình mở quẻ. Một lát sau, quẻ tướng mở ra, trông cát. Chu viễn mặc nhìn quẻ tượng, cao mày nói thêm vài câu. Thái Tôn trước đó vài ngày có tai ương huyết quang, nhưng cũng may có kinh không hiểm, chắc chắn có thể bình an trở về. Chết tiệt! Nương nó chứ chuẩn ghê! Hoài nhân bị ám sát, không phải là tai ương huyết quang sao? Tả Chi Phi vẫn hơi không yên lòng. Chu đại ca, ta có thể hỏi thêm một câu không, thành tứ cửu thì sao? Có an hay không? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 467, Quỷ Môn. Chu Viễn mặc do dự hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu một cái tả chi phi nhẹ nhõm vậy được minh đình ở lại ta đi chuyến này cho chu gia tiểu bùi gia gật đầu tỏ vẻ đồng ý bước chân của hắn không nhanh bằng mũ thập tả chi phi chu gia có ai đi theo ta ta chu lão tam vỗ ngực mình ta đi theo ngươi mang đủ bạc mang đủ lương khô chuẩn bị ngựa tốt nhất trong phủ mang theo thị vệ chịu khó nhất trong phủ lập tức xuất phát tả chi phi nói xong đi tới trước mặt Chu lão đại, hết sức nghiêm túc. Chu ca, cho dù ta đi cả ngày cả đêm, thì nhanh nhất cũng phải hơn hai tháng mới có thể trở về, còn chưa tính thời gian tìm yến tam hợp. Chu lão đại, ta biết. Người chưa trải qua nên chưa biết nó khẩn cấp thế nào đâu. Hôm nay là nhị phu nhân, ngày mai có lẽ là đại phu nhân, hơn hai tháng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tạ chi phi dặn dò. Chu đại ca cố gắng bảo trọng chu lão đại nghe hắn nói thì thấy căng thẳng sao lại thấy ấm áp người này nhìn phong lưu phóng khoáng giống như nhị thế tổ bên trong lại làm việc thận trọng khó trách muội muội mình cứ hay nhắc đến tam đệ mãi tam đệ chu lão đại đột nhiên đổi cách xương hô ta sẽ làm hết sức mình nghe theo ý trời ngươi đi đường cẩn thận tả chi phi ôm quyền với hắn quay người lại nói với tạ nghi lập đại ca nói giúp đệ với phụ thân và lão tổ tông một tiếng Chuyện trong nha môn, huynh cũng thay đệ, yên tâm đều giao cho ta." Tả Nhi Lập nhìn đệ đệ nhà mình, sự thương xót đều giấu ở trong mắt. Tả Chi Phi xoay người ôm lấy vai Bùi Tiếu, vừa đi ra ngoài, vừa thấp giọng nói: "Ngươi theo ta ra ngoài, ta có việc muốn dặn dò." "Dặn gì ư? Tất nhiên là chuyện ở kinh thành rồi." Tả Chi Phi nói rất ngắn gọn, sau khi sắp xếp thỏa đáng mấy chuyện, lại dặn dò. "Nếu như có chuyện liên quan đến mạng người, trực tiếp tìm chu lão đại quẻ kia của hắn rất chuẩn thừa hơi không tìm hắn thì tìm ai bùi tiếu cười xấu xa ta còn muốn tìm hắn bói nhân duyên cho ta nè đã lúc nào rồi còn có tâm tư tơ tưởng những thứ này tạ chi phi mệt mỏi hoài nhân ít nhất là một tháng nữa sẽ hồi kinh hắn hồi kinh lý bất ngôn cũng sẽ trở lại ngươi phải trông chừng nàng đừng để nàng tìm tới nữa đỡ phải đi lạc đường việc này giao cho ta yên tâm đi Bùi tiếu bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, che miệng nói. Vậy chuyện trịnh ra thì sao, có cần ta? Tạ chi phi bị hỏi đến đứng hình. Hai lần chuẩn bị điều tra vụ án trịnh ra, thì hai lần đều có chuyện đột nhiên xảy ra. Trong lòng, hắn muốn Minh Đình tiếp tục điều tra. Nhưng tình huống thực tế, Minh Đình một mình ở lại kinh thành, chỉ riêng chuyện phường khai quỹ thôi cũng đủ cho hắn phải dùng phân thân chi thuật rồi. Chỉ có thể tạm thời hoán lại thôi. Được, ta nghe lời ngươi. Đúng rồi, giúp ta nhắn với Hoài Nhân một câu. Cái gì? Chuyến này, ta đi vì đại ca đại tẩu, cũng đi vì hắn. Tạ Chi Phi chớp mắt một cái. Chu gia, sau này hắn sẽ cần đến. Bùi tiếu mở to hai mắt. Tiểu gia ta biết ngươi có chú ý này mà. Sau nửa chén trà, đoàn người tạ chi phi xuất phát từ cửa sau chu phủ, dưới mưa to như chút nước, đi thẳng đến cửa thành phía nam. Vừa ra khỏi cổng thành, mưa đột nhiên ngừng lại, Tạ Chi Phi quay đầu nhìn thoáng qua thành tứ cửu, thầm tự thấy trận mưa này có hơi quái quỷ. Trong thành mưa to như chút nước, ngoài thành một giọt cũng không rơi. Chua phủ, nội trạch, từng chậu máu loãng bê ra khỏi xương phòng, mọi người nhìn thấy mà giật mình. Phu nhân Mao Thị ngồi ngay ngắn trong ghế thai sư, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt lầm bẩm niệm. Cũng không biết đã niệm bao nhiêu tiếng A-di-đà-phật, bồi thái y ra khỏi xương phòng mao thị không tự chủ được đứng lên căng thẳng nói thế nào rồi bùi ngụ thở dài ánh mắt dừng trên người chu lão nhị các ngươi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất hết cách chữa rồi hai chân chu lão nhị nhũn ra ngã ngồi xuống đất mặt xám như cho tàn chu thị thân thiết với nhị ca nhị tầu nhất bùi ra không cam lòng nhìn thấy kết cục đó hỏi bùi thúc thật sự không có cách nào sao bùi ngủ khó mà nói đây là do tâm ma của lão gia nhà các ngươi chỉ khẽ lắc đầu chu thị sốt ruột đến chảy nước mắt lúc này trong sương phòng có hai vị thái y lục tục đi ra cũng đều lắc đầu với người chu gia trong đó vị lớn tuổi kia là thánh thủ phụ khoa đương thời hắn lắc đầu vậy cũng có nghĩa là mạng của nhị phu nhân nhâm thị này đã không giữ được rồi chu lão nhị vừa thấy hắn cũng lắc đầu cuối cùng nhịn không được hét to một tiếng xé tim xé phổi cha ơi, cha không thể tự mình thành quỷ được à, sao lại đưa người sống theo, cho con cháu một con đường sống đi mà. Quỷ, bùi ngụ giống như tàu mộ, vỗ đùi một cái. Ai ra, có thể dùng quỷ môn thập tam châm hay không? Hai thái y bên cạnh vừa nghe lời này, đồng loạt biến sắc. Chu thị lại giống như bắt được cái gì, vội hỏi. Bùi thúc, cái gì là quỷ môn thập tam châm? Quỷ môn thập tam châm kỳ thật là 13 quỷ huyệt. Bùi ngụ ba quỷ huyện này lần lượt là quỷ phong, quỷ cung, quỷ quật, quỷ lũy, quỷ, lũ, quỷ lộ, quỷ thị, quỷ đường, quỷ trẩm, quỷ tâm, quỷ thối, quỷ tín, quỷ doanh, quỷ tàng, quỷ thần. Chu thị lờ mờ, hoàn toàn nghe không hiểu. Bùi ngụ vuốt tròm dâu trên cằm. Nói như vậy đi, quỷ môn thập tam châm là muốn cướp mạng từ tay quỷ. Vậy. Chu thị hỏi thật cẩn thận. Quỷ môn thập tam châm có thể cứu nhị tẩu ta sao? Bùi ngụ nhìn chu thị một cái thực sự hắn có mấy lời không nói rõ được. Trên đời này, đại phu tốt nhất không phải thái y, lại càng không ở thành tứ cửu, mà là du y du tẩu ở các núi non sông ngòi, đường phố ngõ hẻm. Người đứng đầu trong đám du y, được xưng là thần y. Thần y không cần bắt mạch, không cần nhìn sắc mặt miệng lưỡi, liếc mắt một cái đã biết người có bệnh gì. Tương truyền rất nhiều năm trước, có một thần y họ kỳ thường trú trên núi Trường Bạch, cực kỳ am hiểu dùng quỷ môn thập tam châm. Kỳ tích nhất là hắn cứu sống một nam tử bị mũi tên bắn xuyên tim sống lại. Kỳ thần y có quyền tác phẩm truyền đời, mấy trang cuối cùng trong sách có tỉ mỉ ghi chép về Quỷ môn thập tam châm này. Hắn nói con người bị bệnh là vì có tà khí vây trong số mệnh. Quỷ môn thập tam châm là nói chuyện thương lượng với tà khí, nếu như nó không có phản ứng thì phải uy hiếp nó, nếu như còn không phản ứng, vậy thì phải ra tay. Ra tay là muốn đuổi nó đi, không phải muốn tiêu diệt nó nhị phu nhân nhâm thị xảy thai xuất huyết nhiều, là vì chu lão gia có tâm ma, vừa khéo khớp với câu tả khí kia. Lúc này, cũng không còn cách nào khác nữa rồi. Bùi ngụ thở dài. Cứ thử đá rồi nói sau. Chu thị không quyết định được, đến hỏi nhị ca. Nào biết chu lão nhị như người mất hồn, ngây ngốc ngồi đó. Vẫn là phu nhân mau thị giải quyết dứt khoát. Dùng quỷ môn thập tam châm đi, bùi thái y. Bùi ngụ không ngừng cười khổ. Phu nhân, Ta không có bản lĩnh này. Chu thị vội nói. Vậy ai có, chúng ta đi mời. Trong thành tứ cửu này, chỉ có thẩm lão thái y của thẩm gia biết được sơ sơ, các người mau đi cầu xin hắn, xem hắn có chịu làm hay không. Chu thị vừa nghe thấy thì đã biết trong lời này có ý khác. Bùi thúc, tính cách của thẩm lão thái y không phải. Đài phu nhân. Bùi ngụ ngắt lời bà. 13 châm là cực hạn, chỉ có thể châm 12 châm, người châm 13 châm sẽ bị cắn trả. Chu thị chợt hiểu được, vì sau khi bùi thúc nhắc tới quỷ môn thập tam châm, hai vị thái y khác lại biến sắc. Nếu 12 mũi châm vào mà vẫn không cứu được, thì 13 mũi có thể cứu. 13 châm đâm vào, người châm sẽ bị cắn trả. Như vậy, rốt cuộc là cứu hay không cứu đây? mươi 468, cầu xin. Thẩm phủ, chính đường, đèn sáng trưng, chủ vị là thẩm lão thái y đang ngồi trên vị trí khách lần lượt là chu nhị ra lòng nóng như lửa đốt đại gia tả phủ lòng bàn tay đổ mồ hôi còn có tiểu bùi ra bị cha ruột nhà mình ép buộc tới nhị ra chu viễn chiêu đi tới trước mặt thẩm lão thái y quỳ xuống cầu xin lão thái y cứu nội tử thẩm lão thái y đang đau khổ vì mất con gái cả người đều tiêu tụy Nguy cầu xin ta cũng vô dụng thẩm ra ta chỉ am hiểu nắn xương không phải phụ khoa bệnh của nhị phu nhân ta chữa không được Chu Viễn Chiêu đâu phải người mà một câu. Chữa không được. Là có thể đuổi đi. Lão Thái Y biết quỷ môn thập tam châm, có thể giành lại mạng sống từ tay quỷ thần, cầu xin Lão Thái Y. Chu nhị ra. Thẩm Lão Thái Y nghiêm nghị. Mấy chuyện cướp mạng trong tay quỷ thần này, Lão Phu Ta đã gác tay mấy năm nay rồi. Chu Viễn Chiêu buồn bã phẫn nộ muốn chết. Lão Thái Y có thể trơ mắt nhìn thê tử ta, xuất huyết mà chết sao. Thẩm Lão Thái Y thở dài nhị ra, ai có số nấy, lão phu thật sự bất lực, nhị ra mời cao minh khác đi. Lão Thái y, ta dập đầu với ngươi. Chu viễn chiêu nói xong, đập chán thật mạnh xuống đất, chưa được mấy cái đã dập ra máu, thẩm lão Thái y vẫn tỏ vẻ thở Thấy máu đã chảy, tạ nhi lập vội vén quần áo, quỳ xuống bên cạnh nhị cứu ca. Lão Thái y, ngày sau có chỗ cần tả ra giúp đỡ thì ngài cứ mở miệng, chỉ mong ngài có thể đến chu phủ xem thử. Xem thử chứ không nói cứu. Hơn nữa người đang quỳ dưới đất, còn là trường tử của đại thần nội các. Với tính tình thường ngày của thẩm lão thai y, dù thế nào cũng sẽ gật đầu đáp ứng. Thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, cũng không biết có chỗ nào không đúng, lão nhân ra chẳng thèm chớp mắt, chớ nói chi là gật đầu. Tiểu bùi ra không kiên nhẫn nữa mở miệng. Ngài cứ cứu đi, tốt xấu gì cũng là một mạng, nếu cha ta không phải hết cách, thì cũng sẽ không kêu nhị ra tới tìm ngài, ai bảo y thuật của ngài cao minh chứ? Các ngươi đều không cần quỳ với ta. Thẩm lão thai y nghiêm mặt. Ta nói không cứu, đúng là nói mãi không nghe. Tiểu bùi ra căm tức. Thẩm lão đầu, lúc ngươi đến xin ta giúp đỡ thì ta chẳng nói hai lời đã đồng ý ngay. Đến lúc ta đến xin giúp đỡ thì người trái một câu từ chối. Phải một câu từ chối, ngày mai có muốn hòa thượng, đạo sĩ tới nhà nữa không hả? Ngươi, thẩm lão thai y nghẹn lời. Hơn nữa, 12 châm không cứu được, ngươi cứ thu tay lại, có ai ép ngươi đâu. Tiểu bùi ra ý vào việc quen thân với lão thai y, nói năng chẳng biết giữ mồm giữ miệng. Trước khi lệnh ái ngã xuống, còn đang chữa bệnh cho người ta, nhìn xem nàng nhân tâm nhân nghĩa thế nào, sao ngươi chẳng học hỏi được gì từ nữ nhi của ngươi thế. Hốc mắt thầm lão thai y bỗng đỏ lên. Tiểu bùi ra thầm ngạc nhiên, lúc trước không phải là ngươi đuổi con gái mình ra khỏi nhà sao. Chẳng lẽ ông lão này đang hối hận, ấy náy, tự trách. Tiểu Bùi ra cảm thấy tìm được điểm yếu của Thẩm lão thái y, vui vẻ tiến lại gần. Nếu không như vậy đi, ngày mai ta triệu tập 18 hòa thượng, 18 đạo sĩ, niệm kinh 7 ngày, 07749 ngày, siêu độ cho vong linh Thẩm tiểu thư, việc này không cần ngài lo, cứ để ta. Thẩm lão thái y vẫn nghiêm mặt như trước, đỏ mắt, không nói một lời. Được, ta cũng quỳ xuống với ngài. Tiểu Bùi ra dường như đã hết giận, quỳ xuống bên chân Thẩm lão thái y thuận thế lại đặt đầu lên đầu gối hắn dáng vẻ lưu manh thẩm lão thái y thu đầu gối lại chống tay ghế đứng lên hứa rồi nhé bảy bảy bốn mươi chín ngày một ngày cũng không thể thiếu có hy vọng rồi tiểu bùi ra vỗ ngực cam đoan ngày yên tâm thiếu một ngày ta viết họ bùi này lại vậy đi trước dẫn đường đi chu nhị gia vừa nghe lời này luống cuốn tay chân đứng dậy cung kính nói lão thái y xe ngựa đã ngay trước cửa phủ, mời ngài. Khoan đã, Chu nhị ra. Tiểu bùi ra nghiêm mặt nói. Ta nói lời xấu trước, chỉ thi 12 châm, 12 châm thi xong, mà kẻ có cứu sống được hay không, cũng không thể ép lão thái y ra tay nữa. Tất nhiên, tất nhiên rồi. Chu nhị ra lập tức quỳ xuống nói. Đại ân đại đức không thể hồi báo, ngày sau có chỗ nào cần dùng đến Chu phủ, lão thái y cứ mở miệng. Không cần cảm ơn ta thẩm lão thai y cười gần một tiếng cảm ơn con gái của ta đi trước khi chết nó đang thi quỷ môn thập tam châm cho người khác tiểu bùi gia vừa nghe lời này trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ hèn gì hôm nay lại khó cầu xin như thế hóa ra con gái của hắn chết như vậy không đúng tiểu bùi gia biến sắc thẩm lão con gái ngài sao thẩm lão thai y nhướng mày ngươi không tin không phải không phải không phải tiểu bùi gia liên tục xua tay hắn chỉ là tò mò vì quỷ môn thập tam châm đến cha hắn cũng không biết mà con gái của thẩm lão thái y lại làm được hừ lão thái y cười gần một tiếng nếu nó còn sống chắc chắn sẽ cướp người từ trong tay quỷ thần ta thì còn phải xem số mệnh của nhị phu nhân ý hắn là sao tiểu bùi gia chẳng hiểu ra làm sao chẳng lẽ y thuật của thầm tiểu thư còn tốt hơn thầm lão thái y đừng đùa chứ Tiểu bùi ra lắc đầu, vội vứt bỏ ý nghĩ này. Đại phu trên đời này, đều là càng già càng đáng giá, huống chi nàng còn là nữ. Tả chi phi không biết số mệnh của nhị phu nhân chu phủ thế nào, nhưng số mệnh hiện tại của mình, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra một hai. Không phải mệt chết, thì là điên chết. Chuyến đi này quá vội, cho nên còn nhanh hơn tốc độ lúc đến phủ Nam Ninh, họ gần như là không ngủ không nghỉ. Hắn không cảm thấy khổ sở, chỉ nghĩ đến việc có thể gặp yến tam hợp có thể đến nơi nàng và yến hành từng sống để xem thử trong lòng lại có sự chờ mong không nói nên lời nhà đầu kia bây giờ thế nào rồi béo hay gầy thằng nhóc hàn hú kia có chăm sóc tốt cho nàng hay không tả chi phi dựa vào chút suy nghĩ trong lòng còn có thể cố gắng chống đỡ chu tam gia chu viễn hạo thì lại không được khâm thiên giám bình thường hoặc là bấm ngón tính toán hoặc là cầm la bàn hoặc là dùng lục hào xem bói làm mấy công việc cần đầu óc, đến giờ chưa bao giờ làm việc cần thể lực mệt mỏi như vậy. Vài ngày trôi qua, chu tam gia còn chẳng bằng tiểu bùi gia, giống như chỉ thiếu một hơi là chết vậy. Hơi thở cuối cùng vẫn còn, là bởi vì cha ruột hắn còn chưa an táng. Thời tiết này nóng không nóng, lạnh không lạnh, thi thể đặt trong linh đường 10 ngày nửa tháng thì có thể không sao. Nhưng mà 2-3 tháng, nương nó trơ đã thành xương trắng rồi trên lưng ngựa sóc này hơn nửa tháng sau chu tam gia thật sự không chịu đựng được nữa bèn mua quét lấy một chiếc xe ngựa nằm vào hai thị vệ chu tam gia mang theo cũng âm thầm kêu khổ không ngừng cũng may đều xuất thân từ gia đình nghèo khổ còn có thể chịu được hơn nữa đinh nhất và chu thanh bên cạnh tam gia cũng không kêu khổ bọn họ làm sao không biết xấu hổ mà ồn ào bên này ngựa không dừng vó chạy đi bên kia yến tam hợp và hàn hú đã đến phủ vân nam chương 469, trở về. Nơi Yến Hành bị lưu đày là huyện Phúc Cống, nằm ở phía tây bắc Vân Nam Phủ, cưỡi ngựa phải đi thêm hai ngày nữa mới đến. Yến Tam Hợp ở phân bộ tiêu cục Phủ Vân Nam nghỉ ngơi một ngày sau, chuẩn bị một mình đến huyện Phúc Cống. Hàn hú hiếm khi đến chi nhánh Phủ Vân Nam một chuyến, chắc chắn có rất nhiều chuyện phải làm, nàng đã làm phiền hắn nhiều ngày rồi, không thể tiếp tục làm phiền nữa. Hàn hú vừa nghe lời này, trực tiếp nghiêm mặt đoán hận nàng một câu. Thế nào, ta không thể tiễn Phật thì tiễn về tây sao? Cảm xúc của Hàn Hú từ trước đến nay rất bình tĩnh, rất ít khi chua chát như vậy. Được rồi, yến tam hợp thỏa hiệp. Hai người ở phân bộ nghỉ ngơi một ngày, rửa mặt ăn cơm, chuẩn bị lương khô hai ngày, rồi đi thẳng đến mục tiêu. Nhà cũ của Yến Hành ở ngay bên cạnh sông Nộ huyện Phúc Cống, ở giữa hai ngọn núi lớn, một thôn xóm nho nhỏ sông nộ kéo dài mấy ngàn dặm núi lớn phủ một lớp tuyết trắng quanh năm cực kỳ giống thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết thật đẹp hàn hú cảm thán không thể dùng từ ngữ để hình dung yến tam hợp không nói tiếp trong lòng nàng có một câu cảm thán khác cách kinh thành mười vạn tám ngàn dặm ai ngờ được cháu gái trịnh gia vốn đã chết lại bị giấu ở đây cũng thật an toàn núi phía trước tên là gì hàn hú hỏi yến tam hợp đáp núi bích la tuyết phía sau thì sao? núi cao lê cống phải trèo qua hết sao? mỗi ngày ông ấy đều đưa ta đi trèo, tàn ác nhất là có ngày còn bảo ta trèo hai lần. hèn gì thân thủ của ngươi linh hoạt như vậy, bị ép thôi. yến tam hợp sát ngựa. đi, đến nhà ta xem thử. thôn xóm không lớn, những căn nhà dài rác giữa một khe núi. đang là buổi trưa, khói bếp lượn lờ trên từng nhà. mau nhìn kìa, tam hợp đá về rồi cũng không biết là ai hô lớn một tiếng, tiếng vang dập dờn trong hẻm núi, khiến trái tim Yến Tam hợp chợt ấm áp. Đúng vậy. Ông ơi, cháu về rồi. Nhà của Yến Hành không giống Yến Tam hợp nói, chỉ là ba gian phòng đơn sơ. Đây là một tòa nhà nho nhỏ, hai cửa ra vào, đều làm bằng gỗ, trên gỗ điêu khắc đủ hình thù. Nhà giàu nè. Hàn hú cố ý cảm thán một tiếng. Tổ phụ nói bị dáng trước đến đây, trong người vẫn còn cất mấy lượng bạc. Yến Tam Hợp nhìn chỗ này, sờ chỗ kia, trong mắt đều là hồi ức. Tổ phụ dạy tụi nhỏ đọc sách, không thua một đồng nào, các thôn dân bèn lên núi chặt cây, mọi người đồng tâm hiệp lực, xây tòa nhà này cho ông. Yến Tam Hợp chỉ vào chạm trổ. Những thứ này đều do tự tay người khác. Hàn hú sờ lên. Thật khéo tay, ta cũng biết vậy. Yến Tam Hợp khẽ cười nói. Chỉ là lực tay yếu, không khác được như ông. Hàn hú. Học từ yến hành sao? Ừ. Yến tam hợp. Tổ phụ ta còn có thể bắt mạch, tự mình học, mấy bệnh đơn giản như đau nhức đều có thể chữa được. Hàn hú. Xem ra là một người thông minh. Thông minh lắm, chẳng có gì là ông không biết. Yến tam hợp dừng lại trước một vải nước lớn trong viện. Bể nước này trước đây nuôi cá, ngày tổ phụ mất, cá đều chết hết, hẳn là có linh tính. Hàn hú đi theo. Để vải nước trong viện, đây là tập tục của Phủ An Huy. Đúng, ông là người đào hoa đàm Phủ An Huy. Từng đến rồi, lại là một thế ngoại đào nguyên khác. Yến Tam hợp hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Hú, Hàn Hú hờ hững cười. Mấy năm nay đi tiêu, đi qua rất nhiều nơi, có ấn tượng rất sâu với nơi đó. Đi tiêu vất vả lắm phải không? Cũng thú vị. Hàn Hú dừng một chút. Người hóa niệm giải ma, gặp đủ loại người, ta đi tiêu đưa hàng, lại nhìn đủ núi sông khác nhau ngươi không cảm thấy khổ, ta cũng không cảm thấy mệt. Yến Tam Hợp nhìn hắn, hồi lâu mới nói. Hàn hú, nếu ngươi là nam nhân thật, ta sẽ thích ngươi. Hàn hú khẽ mỉm cười. Lần này ta đi theo là đúng rồi, mắt thường có thể thấy được, vị trí của ta trong lòng ngươi, sắp đuổi kịp lý bất ngôn rồi. Vừa dứt lời, ngoài cửa lớn truyền đến giọng nói. Tam Hợp, xem điền thẩm làm gì cho ngươi này. Lạp sườn đó, lạp sườn thì có gì ngon, tam hợp khi đó thích ăn bánh rán nhà chúng ta cơ. Cả đậu hũ nhà ta nữa, món nhộng xào của ta nàng có thể ăn một bát cơm lớn. Trong lúc nói chuyện, một đám nam nữ đi vào, dáng vẻ rất mộc mạc, mặt ai nấy đều phơi nắng đến đỏ bừng. Yến tam hợp bị mùi thức ăn hôn không nhịn được hắt xì một cái, nói với nữ nhân trung niên đi đầu. Thím điền, gọi mọi người tới đây, chúng ta cùng ăn cơm, vừa lúc cháu có chuyện muốn nói. Yến Tam Hợp là bà đồng của huyện Phúc Cống. Lời nói của bà đồng, đến bây giờ đều có tác dụng. Chỉ trong thời gian ngắn, trong giếng trời đã tập hợp đầy người. Mấy cái bàn ghép lại thành một cái bàn rất dài, đồ ăn của các nhà các hộ đều bày ở trên bàn. Mọi người không ngồi, cầm bát cơm đi tới đi lui ăn. Cái này gọi là ăn cơm trăm nhà. Yến Tam Hợp thấp giọng nói với Hàn Hú. Khi ta còn bé, hầu như ngày nào cũng ăn cơm như vậy đây là phong tục của chúng ta bà ơi con muốn ăn cơm như thế này mỗi ngày có đứa nhóc tai thính cực nước mũi rõ ra kéo kéo góc áo một bà lão bà lão dí ngón tay lên chán nó mưa đi yến lão ra đâu có ở đây bàn tay cầm đũa của yến tam hợp dừng lại đột nhiên hỏi bà tiếu chẳng lẽ bữa cơm trăm nhà này có liên quan gì đến ông nội con sao ngón tay bà tiếu đưa vào miệng móc móc ra một cây rau hẹ trong kẽ răng bắn xuống đất còn không phải vì nguy sao khi còn bé sức khỏe yếu ớt lúc mới đến chỗ chúng ta khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh thím điền nói tiếp ăn cơm trăm nhà nhờ phúc của trăm nhà sau này sức khỏe của ngươi mới tốt hơn đó yến tam hợp bình tĩnh hỏi thím điền lúc ta vừa tới thế nào vậy còn thế nào nữa cứ ngây ra giống như đứa ngốc vậy thím điền nghĩ đến yến tam hợp khi còn bé chỉ muốn cười Cả ngày túm góc áo Yến lão ra, hắn đi đâu, ngươi lại theo tới đó, chẳng chịu rời một bước. Yến Tam hợp, Thím Điền, Thím Gạt Tà, sao ta lại ngốc chứ? Lúc ngươi đến huyện Phúc Cống, nửa đường bị kinh sợ. Lão Vũ Thúc uống một ngụm rượu, chép cái miệng. Vẫn là ta gọi hồn ngươi lại đó. Yến Tam hợp, Lão Vũ Thúc, thúc vừa gọi là hồn ta về liền sao? Còn không phải hồn về sao? Vũ Thúc thở dài, cũng chỉ nhớ mình họ Yến thôi biết mình mấy tuổi từ đâu tới yến tam hợp ta từ đâu tới à ấy đứa nhỏ này lão vũ thúc tức cười chính miệng ngươi nói với ta từ đào hoa đàm đến còn nói chỗ các ngươi tháng ba tháng tư khắp nơi đều là hoa đào tuổi còn nhỏ trí nhớ còn không tốt bằng ta yến tam hợp tam hợp hốc mắt bà tiếu không biết tại sao lại đỏ lên lần này con đột nhiên trở về có phải muốn rời mộ yến lão ra đến đào hoa đàm không Bà Tiếu là một lão quả phụ, lúc 22 tuổi phu quân đã chết, từ đó về sau không tái giá, một lòng một dạ nuôi lớn con trai. Sau đó Yến Hành đến. Khi thế trên người Yến Hành đều không giống với người khác, dùng lời của bà Tiếu mà nói là đến phân ỉa ra cũng thơm. Bà thèm thuồng ông nhiều năm. Yến Tam Hợp buông bát đũa. Không đi đâu cả, trôn ở đây đi. Vậy chuyến này con về. Bà Tiếu chỉ vào hàn hú là dẫn hắn về gặp Yến lão ra sao? Chương 470, Thế thân. Bà Tiếu có ấn tượng không tồi với Hàn Hú. Tên nhóc này tuy rằng mặt mày bình thường, nhưng khí độ xuất chúng, dáng vẻ ăn cơm nhã nhặn, vừa nhìn đã biết không phải gạo nhà người bình thường có thể nuôi ra được. Mấu chốt là người này còn trầm ổn, đi theo phía sau Tam hợp, không nói nhiều nửa câu. Tam hợp nếu theo người như vậy, nửa đời sau có hy vọng, Yến lão gia cũng có thể thực sự nhắm mắt Yến Tam hợp có thông minh hơn nữa, thì vẫn chỉ là một cô nương, nàng nào biết mấy từ. Nhận người. Trong lời bà có ý là dẫn con về tới nhà. Nàng gật đầu nói. Thứ nhất là nhận người, thứ hai là muốn nghe mọi người kể về chuyện trước kia của tổ phụ. Bà Tiêu sống đến tuổi này đã sống thành một lão yêu tinh ngàn năm. Sao người lại hỏi về chuyện trước đây của hắn? Hàn gia là thế gia, ta sợ nàng vào cửa bị khi dễ, bèn tính kể chuyện trước kia của Yến tổ phụ ra đỡ thể diện cho nàng, ta biết Yến tổ phụ là một nhân vật kiêu hùng. Gì cơ? Vào cửa, Yến tam hợp khó tin nhìn hàn hú. Hàn hú ném cho nàng ánh mắt, ý bảo an tâm chớ nóng này, sau đó ôm quyền với mọi người. Tốt nhất còn phải nói một ít chuyện khi còn bé, ta hỏi nàng, nàng không chịu nói, nhưng ta biết khi còn bé nàng chịu rất nhiều khổ sở. Nhìn ánh mắt lão thái bà ta xem có tốt không, quả nhiên là sắp thành phu thê à bà Tiếu sợ bị người khác giành trước, đẩy cháu trai nhỏ sang bên cạnh. Ta nói, ta nói, bà lão chết tiệt thì biết cái gì. Lão vũ thúc ho khan một tiếng. Yến lão ra xương huynh gọi đệ với ta, ta mới là người biết rõ ràng chuyện của hắn nhất. Ta nhổ. Bà Tiếu nhổ một ngụm nước bọt. Đi tè ra mà soi đi. Ngươi, đừng cãi nhau nữa, từng người từng người nói. Hàn hú móc từ trong túi người lượng bạc ra, đi đến đưa cho thím thạch. Thím giúp ta đun chút nước nóng mua chút trà, trái cây ngon, bà còn dư ta mời mọi người buổi tối ăn cơm, uống rượu. Mười lượng, thím thạch cười không thấy mắt, xem ra đúng là một gia đình giàu có. Các người nói trước đi, ta đi chuẩn bị. Bà Tiếu, mua nhiều thịt một chút, ta muốn ăn thịt. Lão Vũ Thúc, rượu phải mạnh, càng mạnh càng tốt. Cháu trai, cháu muốn ăn kẹo. Đến đây, Yến Tam Hợp mới hiểu được chiêu này của Hàn Hú, khéo ở chỗ nào. Yến hành vừa đi, chỉ còn lại một mình nàng. Một nữ tử không cha không nương không huynh không đệ không chỗ dựa, có người tốt nào lại muốn nàng. Bây giờ có gia đình tốt xuất hiện, còn là một gia đình rất có thực lực, tím thạch chắc chắn sẽ không che giấu chút gì vì có nhà chồng đứng đằng sau. Yến tam hợp cảm kích nhìn hàn hú, tập trung nghe bà Tiếu kể chuyện. Lúc trăng treo lên ngọn cây, bà Tiếu cõng cháu trai nhỏ đang ngủ đi về. Đứa cháu nhỏ ăn nhiều kẹo, miệng toàn vị ngọt ngào, đến trong mơ cũng chép miệng lão vũ thúc uống say đỡ vai con trai nhỏ kêu mấy tiếng với trời thím thạch thêm củi vào bếp rời khỏi nhà trong tiếng thúc giục của thạch thúc nàng vừa đi vừa dặn dò trượng phu sáng mai lên núi bắt mấy con thỏ rừng trở về hầm cho tam hợp ăn yến tam hợp đứng trước cửa sổ trong đầu nghĩ đến lời kể của mỗi người sau đó ghép lại ghép được tình hình lúc nàng vừa mới tới nơi này huyết án trịnh gia xảy ra vào ngày 15 tháng 7. Thời gian nàng đến thôn trang là cuối tháng 8. Thời gian nửa tháng, nói cách khác, sau khi người nọ cứu nàng, thì ngựa không dừng vó đưa nàng tới nơi này. Ngày đưa tới là buổi tối, lão Vũ thúc nói hắn nửa đêm nghe được một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Ngày hôm sau trong nhà yến lão ra bèn có thêm một đứa cháu nhỏ từ phủ An Huy đến. Thứ hai, lúc nàng mới vào thôn, không biết mình tên họ là gì, đến từ đâu, là Yến Hành kể cho nàng từng chút. Lão Vũ Thúc nói nàng trên đường đi bị kinh hãi, mất hồn. Thật ra là không phải, nàng chỉ là không có trí nhớ. Sao lại không có chứ? Đó là một bí ẩn. Thứ ba, năm đầu tiên nàng vừa tới thôn, sức khỏe rất yếu, Yến Hành tổ chức bữa ăn trong nhà, hơn nữa mỗi ngày dẫn nàng đi leo núi, rèn luyện sức khỏe. Tại sao cơ thể lại yếu? là bị kinh hãi trong trận giết chóc kia hay là bản thân vốn đã yếu đó cũng là một bí ẩn thứ tư những năm tổ phụ còn sống trong thôn không có người xa lạ tới tìm hắn bởi vậy có thể thấy được sau khi người nọ đưa nàng đến nơi này thì đã biến mất không thấy tăm hơi người đó đã đi đâu bây giờ đang ở đâu là đã chết hay còn sống lại là một bí ẩn bốn điểm trên yến tam hợp suy đoán ra kết luận người nọ quen biết Yến Hành, hắn biết Yến Hành bị giáng chức đến huyện Phúc Cống. Yến Hành nhận nuôi mình, hoặc là người nọ có ân với hắn, hoặc là trịnh gia có ân với hắn. Yến Hành làm quan ở Phủ An Huy, trịnh gia nguyên quán ở Dương Châu, sau đó cả nhà rời vào kinh thành. Người nọ nếu có thể cứu nàng, nên hẳn là có thể ở trong kinh. Nếu giữa họ có liên lạc, chắc chắn là dựa vào thư từ. Như vậy, chuyện nàng phải làm tiếp theo, là đi dọn đồ của Yến Hành để lại lần nữa, xem có thể tìm ra chút dấu vết nào hay không. Kết luận qua đi, có hai vấn đề Yến Tam Hợp cảm thấy trăm mối tơ vò vẫn không có lời giải. Thứ nhất, tại sao lại là nàng? Trịnh gia có nhiều người như vậy, người nọ lại chẳng cứu ai, chỉ cứu một mình nàng. Viện Hải Đường là một đôi song sinh, nàng là nữ nhi, ca ca là nam nhi. Theo đạo lý, cứu ca ca mới hợp lý hơn. Dù sao Nam Nhi mới có thể nối dõi tông đường? Thứ hai, tại sao phải ngàn giảm xa xôi đưa đến nơi này? Phủ Vân Nam là nơi biên thùy, cũng gọi là vùng đất cằn cỗi. Huyện phúc Cống là vùng biên thùy, hoàn toàn có thể nói là ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trong 180 cỗ thi thể của trịnh gia, có Thi thể Nàng bên trong, vậy thì có thể nói ném nàng tới đâu cũng sẽ không có người hoài nghi thân phận của nàng dù sao những người từng gặp nàng lại không nhiều. Không đúng, Yến Tam Hợp biến sắc. Nàng nhớ tới trên hồ sơ vụ án của trịnh gia, có mấy câu nói về khám nghiệm tử thi, trong đó có một câu miêu tả về. Thi thể của nàng, thiếu đến không còn hình dạng, nhìn quần áo thân hình phán đoán, thì là con gái của trịnh hoán đường, năm ấy gần 8 tuổi. Bởi vì thi thể kia là nữ, cho nên người nọ không thể cứu ca ca, sợ lộ tẩy sao. Hay là... Trong đầu Yến Tam Hợp đột nhiên có một giả thiết lớn mật. Người nọ đã sớm chuẩn bị một thi thể giống nàng để thế thân, trong thời điểm nguy cấp nhất cứu nàng ra. Giả thiết này vừa hiện lên, nàng đã sợ tới mức run rẩy cả người, toát mồ hôi lạnh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một người đến viện Hải Đường còn chưa ra khỏi, sao còn phải chuẩn bị một thế thân, ta đang suy nghĩ gì vậy? Tam Hợp, hả? Yến Tam Hợp quay người, sự kinh hãi trên mặt đã rút đi không còn gì. Sao mặt lại trắng như vậy? Hàn hú đi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Yến Tam Hợp không muốn nhiều lời. Không có gì, chỉ là nghĩ tới một số chuyện trước kia. Có liên quan đến thân thế của ngươi sao? Yến Tam Hợp kinh ngạc nhìn hắn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, trường 471, Thư Tín. Núi sông nơi này không đủ để nuôi được một người như ngươi đâu. Hàn hú cúi đầu nhìn nàng, Ánh mắt trong trèo. Ta không phải người thông minh, nhưng ta không ngốc. Huống chi đào hoa đàm phủ an huy ta còn từng đến. Yến Tam hợp cả kinh. Ngươi, ngươi nghĩ lại xem, Hàn Gia bảo chúng ta còn có nghề nghiệp gì? Hàn Hú đưa tay búng chán nàng. Ngươi tưởng ta nhàn rỗi không có việc gì làm, ngàn dặm xa xôi theo ngươi chạy đến đây sao? Hàn Gia bảo còn có một nghề nghiệp là tìm hiểu tin tức. Hắn từng đến đào hoa đàm tất nhiên biết Yến ra không có đứa cháu gái lớn như nàng. Yến Tam Hợp, ngươi là ai không quan trọng, ngươi là bạn của Hàn Hú ta, điều đó mới quan trọng. Hàn Hú nói không nhanh không chậm. Bạn bè, là phải đối xử thật lòng. Bạn bè, là phải đối xử thật lòng. Yến Tam Hợp lặp lại lời này trong lòng rất nhiều lần, sau đó thỏa hiệp gật đầu. Ta quả thực không phải cháu gái của Yến Hành. Giữa người với người không chỉ có duyên phận, còn có một năng lượng vô hình duyên phận làm cho người ta quen biết, năng lượng có thể khiến cho người ta tương giao. Yến Tam Hợp từ khi quen biết Hàn Hú tới nay, đã biết hắn là một người có thể bày tỏ được, đoạn đường này làm bạn qua mưa gió, càng khiến nàng chắc chắn suy nghĩ này. Không chỉ có thể bày tỏ tình cảm, còn có thể tín nhiệm. Ta là một người vốn không nên sống trên đời này. Yến Tam Hợp chỉ vào đầu óc của mình. Nơi này của ta không có ký ức, ta vẫn luôn tìm gốc rễ của mình, ngươi là người thứ hai biết chuyện này xem ra ta sắp ngang sức với lý bất ngôn rồi lần này ngươi hài lòng chưa không hài lòng hàn hú nheo mắt ta muốn vượt qua nàng yến tam hợp tức cười cẩn thận nàng đánh ngươi đó nàng ta không nỡ đâu nàng ấy chỉ mạnh miệng thôi hàn hú nghiêm mặt yến tam hợp ta sẽ giúp ngươi tìm được gốc rễ của mình dưới tình huống không gây nguy hiểm cho hàn gia bảo Yến Tam Hợp yên lặng nhìn hắn. Tại sao phải giúp ta? Bởi vì ngươi cũng đã giúp ta. Giúp ta đứng lên. Yến Tam Hợp không phải là người vờ vịt khách sáo, nàng chỉ vào mặt hàn hú. Xé tấm da kia ra, để mặt ngươi thông khí, ta sẽ đồng ý. Nửa khắc sau. Một khuôn mặt xinh đẹp như mùa xuân xuất hiện dưới ánh đèn, trong nháy mắt, cả gian phòng đều lấp lánh ánh sáng. Đẹp quá! yến tam hợp thầm cảm thán trong lòng những ngày kế tiếp yến tam hợp cực kỳ bận rộn nàng trốn trong thư phòng của yến hành bắt đầu sửa sang lại di vật kỳ thật sau khi quan tài của yến hành nứt ra yến tam hợp vì giải ma cho hắn nên đã từng dọn một lần nhất là những bức thư kia đều đã cẩn thận đọc hết từng phong đọc lại một lần cũng không có phát hiện gì khác thường vì vậy sự chú ý của nàng đều đặt ở trên sách. Yến hành thích sách, năm đó lưu đầy, hắn mang hết tất cả sách trong nhà tới, ước chừng chứa được mấy xe. Ngoại trừ thư phòng ông, thì hai phòng bên cũng chất đầy sách. Yến tam hợp lật từng quyền ra xem, hy vọng có thể tìm thấy gì đó hữu dụng. Hàn hú cũng không bước lên hỗ trợ, hắn có việc của mình. Phủ vân nam núi cao đường xa, chuyến này tới đây, Hắn phải kiểm tra lại sổ sách 5 năm, năm này của phân bộ. Đám người tím thạch mỗi ngày đều đưa đồ ăn ngon đến. Năm đó Yến Hành đâu chỉ dạy học không cần tiền, hắn còn khám bệnh cho thuốc. Mỗi người trong thôn đều nhận ân huệ của hắn. Người trong núi, phẩm tính thuần phác, nhận được ân huệ thì sẽ muốn hồi báo. Chút hồi báo này, hết thảy đều rơi vào trên đầu Yến Tam Hợp. Từng ngày trôi qua sách trong ba gian phòng đều lật xong, không hề có thu hoạch. Lần này Yến Tam hợp còn chẳng buồn ăn nữa, cứ đi lại trong đình viện mãi. Hàn Hú nhìn không nổi, hắn là người đi tiêu, hiểu rõ đồ quý giá giấu ở đâu là an toàn nhất. Trong tòa nhà này có mật đạo, mật cách gì không? Yến Tam hợp nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lắc đầu, nàng thật đúng là không biết. Ta tìm thử xem. Hàn hú rút dao ra, gõ vài cái vào từng tấc trong nhà. Yến tam hợp tìm một cây gậy sắt, học theo hàn hú gõ gõ đập đập. Một ngày trôi qua, vẫn không có gì khác thường. Hàn hú. Xem ra ngày mai phải đào ba thước đất lên thôi. Ngày hôm sau. Hai người tìm sảnh sắt, thừa dịp trời tối đảo mấy vườn hoa sau nhà lên, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ngày thứ ba, Hàn hú nhìn mấy cây xà nhà trong chính đường, lại có ý tưởng. Trên xà nhà thì sao? Trong khe ngói trên nóc nhà thì sao? Yến tam hợp ngẩng đầu nhìn, cảm thấy khả năng không lớn. Tổ phụ không biết võ công, tuổi tác lại lớn. Hai người lên xem thử. Ta lên xem thử. Hàn hú leo lên ghế, lấy đà nhảy lên xà nhà. Hắn nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt đột nhiên dừng lại yến tam hợp hình như có thứ gì đó yến tam hợp giật mình mau lấy xuống hàn hú đi tới là một bản kinh kim cang xem ra rất cũ rồi hắn cầm lấy sách tiện tay lật một cái một tờ giấy viết thư ố vàng bỗng nhiên từ bên trong rơi xuống lá thư kẹp trong sách sách giấu trên xà nhà không biết vì sao yến tam hợp có cảm giác trong thư này có lẽ sẽ có bí mật nàng muốn tìm nàng bước lên nhặt lá thư cũng không lập tức mở ra hàn hú người tìm tiếp đi xem còn có thể tìm được cái gì nữa không hàn hú lại tìm một vòng góc kẹt nào cũng ngó nhưng chẳng thể tìm được thứ gì khác hai chân hắn chạm đất phủi bụi trên người người đến thư phòng xem đi ta đi làm việc của mình yến tam hợp đi vào thư phòng sau khi đóng cửa lại, thì ngồi xuống trước thư án, dù đã cầm thư trong tay, trong lòng nàng vẫn hoảng hốt. Sau khi nàng hít sâu một hơi, mới mở tờ giấy ra từng chút một. Văn trọng đệ đệ. Từ biệt nhiều năm, ngươi có khỏe không? Đầu năm biết được tin tức ngươi bị giáng chức, ta rất kinh ngạc và chấn động. Tìm hiểu mấy phen mới biết ngươi đặt chân ở sông nổ, khổ sở rất nhiều, lại mơ hồ cảm thấy đây có lẽ là sự giải thoát đối với ngươi. Lúc mới gặp ngươi, ngươi đang ở tuổi 30 hăng hái, chìm nổi ở quan trường mấy năm, ánh mắt lại chẳng có chút chọc khí nào. Lúc ấy ta đã cảm thán, người này rất hiếm thấy ở đương thời. Tiệc rượu hôm đó, một cái bàn tròn, mấy vị đồng liêu, đều là hạng tiểu nhân nịnh nọt. ngươi ngồi ngay ngắn trong đó, thắt lưng thẳng tắp, lạnh lùng, đến đũa cũng chẳng cầm, yến tiệc mới qua một nửa, đã nghênh ngang rời đi. Ta nhìn bóng lưng ngươi, chợt muốn kết giao. Vì thế ta xách theo hai vò rượu, đuổi theo hỏi, uống rượu không? Ngươi nhìn ta, đáp, uống. Ta lại hỏi, tại sao đồng ý? Ngươi lại đáp, nhìn thuận mắt. Một câu. Thuận mắt. Khiến cho chúng ta uống ba ngày ba đêm, say rồi lại tình. Tỉnh rồi lại say. Trong cơn men say nói rất nhiều lời, cho rất nhiều chuyện, cũng không qua tai. Chỉ có một câu, đi vào lòng ta. Người nói, bệnh nặng trong thiên hạ chỉ vì một chữ ngạo, thế là đây phải bệnh nguy kịch, nhưng thứ này là phụ mẫu cho ta, cũng phải vào quan tài mới khỏi được. Ta nửa đời chinh chiến, giết địch vô số, tự hỏi sống lưng thẳng tắp, không cần nhìn bất cứ kẻ nào để sống. Nhưng vì một nhà già trẻ, không thể không làm chuyện trái lương tâm, nói lời trái lương tâm. Ta không học được tính tình ngươi, chỉ có thể kính nể trong lòng. Nói một đống lời, không phải nịnh nọt, mà là có việc muốn nhờ vả. Dưới gối ta có một đứa bé, ta muốn bảo vệ nó bình an cả đời, nhưng thế sự khó lường, nếu có một ngày ta không còn làm được, thì xin phiền ngươi thay ta bảo vệ nó tại sao lại tìm ngươi? Nhắc tới cũng buồn cười, ta thân ở địa vị cao, nhìn xung quanh có vô số bạn bè, hai ba chi kỷ, nhưng người ta muốn phó thác thực sự, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một mình ngươi. Ngươi một thân tài hoa, nửa đời cao ngạo. Mắt mày ngươi có núi non, lại không có ta. Người tỉnh táo một mình thực ra là người si. Mà một lời hứa của người si, đáng giá ngàn vàng cho nên văn trọng, người chắc chắn không thể từ chối ta. Ta có hoành đao, quyết tâm, có dũng khí chiến một trận rồi chết, lại không muốn nghe ngươi nói một chữ. Không. Bởi vì đứa nhỏ này đối với ta, thật sự quá quan trọng. Việc này không thể báo đáp. Nếu có báo đáp, chắc chắn là lúc ở dưới cửu tuyền, ta gặp lại ngươi, đích thân quỷ gối trước mặt ngươi mà bái lầy. Ngu huynh, tề minh, Vĩnh Hòa năm thứ nhất, đồng chí. Chương 472, ngươi là. Khi tia nắng cuối cùng biến mất ở phía chân trời, Yến Tam Hợp mới như người chợt tỉnh mộng. Tề Minh, hồ sơ vụ án có ghi chép là tên tự của lão tướng quân Trịnh Ngọc. Văn Trọng, tên tự của tổ phụ. Cho nên, Thịnh Ngọc và Yến Hành quen biết, quen biết ở đào Hoa Đàm phủ An Huy, liên tục uống rượu 3 ngày ba đêm, coi nhau là chi kỷ sau đó thì cách biệt trời nam đất bắc. Đồng chí năm Vĩnh Hòa thứ nhất, Trịnh Ngọc viết thư cho Yến Hành, nhờ hắn chăm sóc một đứa bé, đứa bé này là ta. Yến Tam Hợp hoàn toàn kinh hãi. Đồng chí Vĩnh Hòa năm thứ nhất, nàng vừa tròn năm tháng. Một đứa bé chỉ mới năm tháng tuổi, tại sao Trịnh Ngọc lại nhờ người chăm sóc nó? Tại sao nàng lại quan trọng như vậy? Với cả tại sao trịnh ngọc lại nói thế sự khó lường yến tam hợp nắm tay thành năm đấm móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay nhưng lại chẳng thấy đau đớn gì trong phòng từ từ tối đi nàng vẫn ngồi bất động như trước giả thiết mấy ngày trước chợt lóe lên kia lại nổi lên trong đầu giả sử người nọ đã sớm chuẩn bị một thế thân giống với nàng cũng may trong lúc nguy cấp nhất cứu nàng ra vậy kết luận là gì nghĩ tới đây Yến Tam hợp thầm kinh hãi, đến ngồi cũng ngồi không vững. Nàng đứng bật dậy, vội vàng tới bên cửa sổ, chống cửa sổ lên, sau đó hít lấy hít đi. Ngoài cửa sổ, Hàn Hú đứng chắp tay sau lưng, kinh ngạc. Một phong thư, xem suốt hai canh giờ, hắn chờ trái không mở cửa, chờ phải không mở cửa, đành phải ở bên cửa sổ trông coi. Người đây là? Yến Tam hợp ngẩng đầu, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện mình nói không nên lời trịnh ngọc yến hành phụ mẫu hoài tả viện hải đường quỷ thai cấm cửa giết chóc lửa lớn thế thân mất hồn bên sông nổ yến tam hợp cảm giác trời đất quay cuồng trước mắt hết thảy đều trở nên hỗn loạn mơ hồ vặn vẹo sự thật là gì nàng không thấy rõ nàng rốt cuộc là ai, nàng không biết. Hàn hú. Nàng vừa thở dốc, vừa cúi đầu gọi. Người đỡ ta với, ta đứng không vững. Hàn hú nhảy qua cửa sổ tiến lên đỡ lấy, vỗ vỗ vai mình. Nào, ngươi dựa vào đây. Yến tam hợp thật sự nhích lại gần, toàn thân đều dựa vào vai hàn hú. Nàng xưa nay vẫn bình tĩnh, kiên cường. Lần duy nhất cảm thấy không chịu nổi là sau khi biết mình là người trịnh gia. Mà bây giờ, nàng lần nữa cảm giác không trông đỡ nổi, hô hấp và nhịp tim đều rối loạn. Bởi vì nàng đoán ra mình rất có thể không phải người trịnh gia, hơn nữa 180 người trịnh gia, rất có thể là chết vì nàng. 180 thi thể, thật sự rất nặng nề. Nàng tận mắt nhìn thấy từng cái mộ dựng thẳng ở đó. Nếu quả thật họ vì nàng mà chết, vậy chẳng khác nào nàng phải gánh hết 180 mạng người trên lưng nàng chỉ là một cô nương 17 tuổi, làm sao có thể chịu đựng được? Ta làm sao chịu đựng được? Yến Tam Hợp lại tự hỏi thầm bản thân mình lần nữa, cho đến khi ý thức từ từ trở nên mơ hồ. Yến Tam Hợp bị bệnh. Bệnh này đến rất nhanh, Yến Tam Hợp bắt đầu nói mê sảng Thím Thạch, Lão Vũ Thúc, bà Tiếu những người này đều sợ hãi, lập tức phái tên nhóc chạy nhanh nhất trong thôn, đi mời một vu sư đến khám bệnh. Hàn Hú cũng đưa bổ câu đến phân bổ, nhờ bọn họ tìm một lang trung tốt nhất nơi đây tới. Nữ vô sư vừa thấy Yến Tam Hợp nằm đó, chẳng kê cả thuốc ném xuống một câu. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm. Sau đó huyết sáo rời đi. Làm bà Tiếu tức giận lắm, cúi đầu lau nước mũi của cháu mình ném về phía bóng lưng bà ta. Lang trung cũng tới. Tay bắt mạch, không có mạch, hắn lớn tiếng hét lên. Chịu rồi, chịu rồi, mau chuẩn bị hậu sự đi. Hàn hú đánh hắn một quyền, cả giận nói. Chữa không khỏi cho nàng, người phải chết trước. Trong lỗ mũi lang trung, từ từ chảy ra hai vết máu, cầu xin nói. Ta viết đơn thuốc, ta lập tức tới viết đơn thuốc. Những thứ này, Yến Tam Hợp đều thấy được, nghe được. Nàng cảm giác hồn phách mình đang lơ lửng giữa không trung, nhìn người lui người tới trong nhà. Thím thạch đang sắc thuốc, cầm cây quạt rách, vừa quạt, vừa niệm Phật A-di-đà. Lão Vũ Thúc đang thiết đàn chiêu hồn, mấy đứa con trai ở bên cạnh hỗ trợ, ngươi một câu ta một câu oán giận Lão Vũ, tay chân chẳng lanh lẹ chút nào. Hai tay bà Tiếu chống eo, của trách bài vị yến hành, bảo hắn ở phía dưới phải phù hộ cháu gái, đừng có không chịu làm chính sự, đi liếc mắt đưa tình với nữ quỷ. Bên giường, hàn hú vắt khăn nóng, lau mồ hôi lạnh trên trán cho nàng hắn đeo mặt nạ ra người, nhìn không ra hỉ nổ, nhưng trong mắt đều là tơ máu đỏ ửng. Nàng còn thấy được Yến Hành. Yến Hành mang đến một cái thang dài, leo lên chỗ xà nhà cao nhất, đặt sách trong tay lên. Đặt sách xong, ông lại lấy thư trong ngực ra, cẩn thận nhét vào trong trang sách. Sau đó leo xuống, lúc hai chân chạm đất, ông thở phào nhẹ nhõm, như là dỡ xuống gánh nặng gì đó. Yến Tam Hợp kêu to một tiếng tổ vụ. Yến hành như là nghe được, ngừng đầu. Ánh mắt đối điện với nàng, nàng nhìn thấy hắn sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói. Tiểu súc sinh, còn không mau cút trở về, nơi này không phải nơi ngươi nên ở đâu. Một sức mạnh rất lớn kéo Yến tam hợp, nàng chỉ cảm thấy thân thể rơi xuống, hồn phách lại quy vị. Mở mắt ra, nhìn thấy hàn hú, trong mắt người này đều là tơ máu. Tỉnh rồi. Yến tam hợp chớp mắt, cảm thấy sao rồi nàng chớp mắt lần nữa hàn hú vỗ vỗ ngực nửa cái mạng đều bị ngươi dọa mất rồi yến tam hợp cười với hắn suy yếu nói vất vả rồi hàn húp bởi vì lá thư kia yến tam hợp gật gật đầu hàn hú không hỏi nữa chỉ vỗ vỗ vai nàng thấp giọng nói trên đời này không có gì là không vượt qua được ngươi là yến tam hợp mà khóe mắt yến tam hợp nóng lên thầm nghĩ yến tam hợp cũng là người mà. Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như rút tơ. Yến tam hợp bị thím thạch đặt ở trên giường nghỉ ngơi trọn vẹn 3 ngày, mới cho phép xuống giường. Chuyện thứ nhất khi xuống giường là mang theo hai cân rượu, một mình đi đến phần mộ của Yến hành. Đổ rượu xuống trước mộ, Yến tam hợp dập đầu ba cái. Tổ phụ, thật sự là làm khó người nhọc lòng gạt ta, nhưng ta vẫn biết rồi, có lẽ đây là số mệnh nhỉ. Ta biết người gạt ta là không muốn ta gặp phải, thế sự khó lường, nhưng con người phải có gốc, gốc của ta không ở Đào Hoa Đàm, không ở Trịnh gia, ta phải nghĩ cách tìm ra nó ở đâu. Đây cũng là số mệnh, số mệnh của ta, không phải người thường nói, con người phải tuân theo số mệnh sao? Người đừng lo lắng, cũng đừng sợ, cũng lắm thì ta xuống đây sớm với người thôi, chẳng sao cả. Yến Tam hợp hít sâu một hơi. Tổ phụ, người ở bên kia hẳn là đã gặp Lão tướng quân giúp ta gửi lời cho ông ấy, cứ nói. 180 người trịnh gia sẽ không chết vô ích, cho dù mất hết cả đời này thì ta cũng sẽ bắt được hung thủ thật sự. Đến ngày đó, ta mang 5 cân rượu đến trước mộ ông ấy, cho ông ấy uống thoải mái. Nói xong những lời này, nàng lại đến gần thêm một chút. Đúng rồi, người mà người nhớ mong, hắn sống rất tốt, làm quan rất lớn, rất uy phong. Hắn sinh được ba đứa con trai, còn thấy ai cũng chẳng phải là đèn cạn dầu. Lão phu nhân cũng rất tốt, rất chiều ta, nhưng ta không thích nổi, ta vẫn thích bà Tiếu hơn, ruột thẳng, không quanh co khúc khuỷu. Tổ phụ ơi, sau khi tìm được thân thế, ta sẽ quay lại, vì nơi đây không phải là gốc rễ của ta, nhưng người là gốc rễ của ta. Nàng dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn nhé, ông già." Nói xong, Yến Tam Hợp đứng lên, phủi bụi đất dính trên người, xoay người rời đi, không quay đầu lại nàng cảm thấy ông đang đứng ngay sau lưng nhìn nàng vẫn luôn nhìn nàng phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn